Gấu bắc cực sinh sống trên lãnh thổ của 5 quốc gia khác nhau. Chúng có mặt ở ngoài khơi bờ biển phía Bắc và Tây Bắc Alaska, Canada, Greenland, Svalbard của Na Uy và Liên bang Nga. Quần thể gấu bắc cực ước tính khoảng 16.000 đến 35.000 con, với khoảng 60% ở Canada. Gấu bắc cực là hình ảnh thu nhỏ của cuộc sống băng giá ở phía Bắc Trái Đất. Song xét về mặt tiến hóa của sinh giới, nó là động vật xuất hiện khá muộn, vào khoảng 50.000 đến 100.000 năm trước. Gấu bắc cực được trưởng thành nặng từ 400 đến 600 kg và đôi khi nặng hơn 800 kg. Con cái có kích thước bằng khoảng một nửa con đực và thông thường cân nặng 200 đến 300 kg. Con đực trưởng thành dài khoảng 2,4 đến 2,6 m, con cái là 1,9 đến 2,1 m. Con gấu bắc cực to nhất từng được ghi nhận cân nặng 1.002 kg và đứng cao 3,39 m. Gấu bắc cực là một ví dụ tiêu biểu của động vật hoàn toàn thích nghi với môi trường. Chúng được nhận ra rất nhanh bởi màu lông có vẻ màu trắng, không giống như các loài vật có vú khác sống gần vùng cực. Chúng không bao giờ rụng lông để trở thành sống hơn trong mùa hè. Ngoài bộ lông có tác dụng ngụy trang và không thấm nước, gấu bắc cực còn có lớp mỡ dày đến 10 cm giúp giữ ấm cơ thể, ngay cả khi nhiệt độ xuống dưới âm 40 độ C. Chúng không có lông mi vì lông mi có thể gây đóng băng trên mắt khi nhiệt độ dưới 0 độ C. Thay vào đó, chúng có lớp màng mí mắt thứ ba giống như của mèo giúp cho chúng không bị chói chang và chói tuyết. Gấu bắc cực dành phần lớn thời gian để đi lại trên băng. Chúng tránh những cơn bão tuyết dữ dội bằng cách đào hang trú ẩn tạm thời. Thường thì chỉ có gấu cái mang thai mới ngủ đông, nhưng ở những nơi mà mùa đông lạnh hơn và thức ăn cũng khó tìm hơn, tất cả gấu bắc cực đều ngủ đông. Tuy ngủ nhưng chúng không chìm sâu vào giấc ngủ như sóc chuột hay sóc đất. Nhịp tim giảm từ 70 lần một phút xuống 8 lần một phút, nhưng thân nhiệt của chúng vẫn bình thường. Vào lúc ngủ trong hang, chúng có thể thức dậy ngay. Khi ở trong hang, chúng không ăn và sống nhờ vào lượng mỡ của cơ thể. Trong thời gian này, chúng không hề đại tiểu tiện. Thức ăn chính của gấu bắc cực là hải cẩu. Không có loài động vật này, gấu bắc cực khó có thể tồn tại. Về mùa xuân, chúng ăn hải cẩu vòng mới đẻ. Về mùa hè, chúng săn hải cẩu râu, hải cẩu đầu chỏm. Gấu bắc cực là loài rất kén ăn. Khi ăn, chúng lột da hải cẩu và thường chỉ ăn lớp mỡ dưới da và bộ lông. Chỉ khi nào quá đói, chúng mới ăn toàn bộ xác con mồi. Các loài mồi khác bao gồm cá heo trắng, voi biển và động vật gặm nhấm. Là một loài động vật ăn thịt thuần túy, chủ yếu là cá, gấu bắc cực hấp thụ một lượng lớn vitamin A được lưu trữ trong gan. Thường thì vào mùa hè, do không có hải cẩu để săn, gấu bắc cực trở nên ăn tạp. Chúng ăn hầu như bất cứ thứ gì tìm thấy được. Chúng đi rạo dưới các vách đá để tìm trứng và chim non bị rơi xuống từ các bờ đá. Chúng còn ăn cả chuột lemming, trái việt quất, dâu tây chua và thậm chí là cỏ héo, ảo, rồng rêu biển. Gấu bắc cực là động vật hoàn thiện nhất trong họ gấu khi xét theo tiêu chuẩn của bộ ăn thịt. Chúng bơi rất tốt và thường xuyên bơi ra biển cách xa đất liền hàng dặm cây số. Điều này có lẽ là dấu hiệu cho thấy chúng quen với cuộc sống dưới nước để săn mồi tốt hơn. Chúng cũng săn mồi rất tốt trên đất liền do có tốc độ lớn. Chúng có thể chạy nhanh hơn con người. Khi săn mồi, gấu di chuyển im lặng trên băng tuyết, cúi đầu thấp, dùng hai chân sau đẩy mình. Chúng di chuyển về phía trước và khi cách con mồi chừng 1 mét, chúng tấn công chớp nhoáng và giết chết con mồi. Đối với loài gấu bắc cực, con cái thường giao phối khi được 4 đến 5 tuổi, trong khi con đực phải đợi đến lúc ít nhất được 8 tuổi. Gấu bắc cực giao phối vào tháng 4, tháng 5 và tháng 6, thời kỳ mang thai tương đối dài từ 195 đến 265 ngày. Có nhiều người vẫn quả quyết bộ lông của gấu bắc cực có màu trắng hoặc vàng, nhưng thật sự thì hoàn toàn không phải vậy. Theo các chuyên gia, bộ lông của gấu bắc cực không thật sự có màu trắng, thay vào đó, chúng có bộ lông trong suốt, rỗng, nên có thể biến đổi thành nhiều màu sắc như xám, xanh, vàng. Chính vì sở hữu bộ lông màu trong suốt và rỗng nên khi ánh sáng chiếu vào, một phần lông sẽ hấp thụ ánh sáng, phần khác sẽ phân tán khiến bộ lông có thể đổi màu. Do ánh sáng mặt trời là ánh sáng trắng nên khi chiếu vào,
chúng ta sẽ nhìn ra bộ lông của gấu Bắc Cực có màu trắng. Và bí mật đằng sau bộ lông vàng của gấu Bắc Cực chính là lớp dầu trên cơ thể động vật. Chính lớp dầu này khiến bộ lông của chúng nhuốm màu vàng. Tuy nhiên có một sự thật thú vị nữa là ánh sáng không phải là yếu tố quyết định hoàn toàn màu sắc bộ lông của những chú gấu. Bởi gấu Bắc Cực nếu được nuôi trong sở thú có thể sở hữu bộ lông màu xanh lá cây nữa cơ. Lý do là bởi sự ma sát với nền bê tông của sở thú khiến bộ lông của gấu Bắc Cực bị xước, xuất hiện những lỗ nhỏ trên từng sợi lông. Đây là điều kiện để tảo có thể sống và sinh trưởng trong những sợi lông này. Nếu như ở Bắc Cực do nền nhiệt quá lạnh nên tảo không thể tồn tại, nhưng ở môi trường sở thú thì hoàn toàn khác. Do đó, nếu bạn có thấy chú gấu Bắc Cực khoác lên mình bộ lông màu xanh lá thì cũng đừng quá ngạc nhiên. Nhưng có lẽ đây mới là sự thật thú vị nhất về loài gấu Bắc Cực, đó là ẩn sau lớp lông dài kia là làn da màu đen. Theo giới chuyên gia, lớp da màu đen này sẽ giúp chúng dễ hấp thụ nhiệt từ ánh sáng mặt trời để sưởi ấm.